luôn. Không, cái con nó còn non mày quất sạch luôn. Nhai luôn. Nhai. Trời ơi. Để tao quay về mày. Có rượu đó. Ăn con nữa. Ăn ngon quá. Ăn con nó non á. Ăn to đi. Giờ nó ngon ngoe vậy xuống. Chú ăn đi. Đấy, 5 miếng. Có sao đâu. Vào vô đi mày. Tao sạch hết đi cả con nhỏ hay tao. Vào ăn đi. Ngon lắm. Tao mày ăn không? Con này trắng trắng là gì Chiến? À nó bể ra hả? Còn phải ra đi. Bể đi bắt. Nó không bể đâu. Tiền vô mày. Tiền ngủ quá chín nhát kìa luôn hả? Không ăn luôn. Có bạn chín nhát kìa. Bạn ngon lắm thiệt mà. Không đi mẹ ăn bao giờ chưa mà không. Mày mày mày. Mày hết à? Ờ. Không ăn hả? Không. Trời, mẹ chúng mày ngoan tao ngồi đó ăn hết bây giờ này. Lấy. Ờ cái gì mà nhát vậy? Có vợ có con rồi sợ gì nữa? Cái này đặc sản. Quá. Ăn đi. Ăn béo. Thôi, lắm. Nhai cái bụng ở đây. Ăn bụng mày nhai bẻ bụng như điên à. Thì nó giống con nhộng mình. Ăn mày nhai cái đầu nó giòn. Anh vào nó đang sốt nè, nó ăn này vô hết sốt nè. Vào ăn đi vào. Anh tiếng. Anh phải để nó cắn cái môi anh cái. Mày điên đấy, mẹ môi nó dày thì nó cắn thì sao? Anh để cho nó ngoải mãi cái miệng để tao quay cái đã rồi ăn. Anh vào ăn rồi anh vào đừng nói em ngủ. Sao lắm mà. Kèm vô miếng ớt vào. Sao mà nó khỏe quá hả? Từ từ mày ăn từ. Mày phải ăn từ cho người ta cái cảm giác. Để cho nó ngoải mãi cái miệng. Cái con nhỏ xíu thì mày ăn cái con nhỏ xíu người ta cười. Rồi, cắn cái đầu đưa vô cắn cái đầu. Nếu không mày trải nghiệm con nhỏ trước đi thì mày ăn con bự. Nó ăn rồi. Thằng giàu nó ăn ở dưới nhà công rồi. Nhả cái đầu ra. Nó còn nhúc nhích nữa hả? Điên là cái đầu nó mới giòn. Anh nói anh Tiến. Anh ngậm cho nó ngoải ngoải trong miệng thử coi sao. Điên nè. Miệng quay đó. Ờ anh Tiến không ai cắn đầu lắm. Không. Lý luôn. Ý là bỏ trong miệng cho nó ngoải ngoải tâm nó quay đi sướng. Mày cắn cái đầu đi rồi cho nó ngút. Được. Đưa trong miệng xong rồi cắn ngang cái đầu nó tay kéo ra thôi. Cái cây dừa mà nó cắn được tay anh nó cắn nó nha. Để cho nó ngoài. Nó chảy nước ra hết. Bỏ miệng cắn ngang á. Đậu mẹ. Thôi nước mắm rồi. Vô lấy cái bịch đi. Ai vô lấy dùm anh cái bịch đi. Cái bịch mà. Bịch để đựng cái này nè. Bịch bịch ký á, bịch loại ký á, hiểu không? Không. Bịch loại ký á. Không có phim rồi, đừng có nói. Cái này bỏ. Đúng á. Vô cái ca, cái ca nhỏ nhỏ. Ký á, đựng đường này nọ. Để cho nó bơi, bơi về nhà mới ngon. Nó đây. Nó đây, vì hai thằng nó mà phải hạ cây dừa để cho hai thằng nó thỏa chí. Nhưng mà này hôm nay biết sao thỏa chí anh Hùng. Bữa nó vô tiệc nhậu ăn kiểu này đã. Cái này không thể ăn đúng không? Đâu á, cái này nước mắm tỏi anh hành bỏ vô thịt cây không 24 rồi mấy ông nội ơi, còn lại mấy ông má nó bu một đống thì đeo đứa nào ăn nó cũng không vui cho lắm.